Vào sáng nay ngày 19 tháng 11 năm 2019, tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Tăng Ni Sinh lớp cao trung cấp giảng sư trang trọng tổ chức buổi lễ tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề Người đưa đò. Quan lâm buổi lễ có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Đào tạo Giảng sư, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư, Giảng sư và Tăng Ni Sinh Phật tử đồng về tham dự. Để tỏ lòng thành kính và tri ân đến những bậc thầy khả kính, đại diện Tăng Ni Sinh cao trung cấp giảng sư dâng lên lời cảm niệm đến Chư Tôn Đức. Theo lời tri ân của Tăng Ni Sinh, quý thầy đã truyền trao kiến thức cho thế hệ sau bằng cả trái tim. Thầy là người đã chắp cánh tương lai cho biết bao thế hệ Tăng Ni Sinh. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Thượng tọa Thích Nhật Hỷ cũng có lời chia sẻ động viên đến Tăng Ni Sinh khóa đào tạo cao trung cấp giảng sư, cố gắng tu học, đồng thời đã tán dương tinh thần tri ân báo ân của người con Phật. Ban lời đạo từ, Hòa Thượng Thích Tấn Đạt đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời gửi lời động viên đến đội ngũ giáo viên, cố gắng thực hiện tốt tinh thần giáo dục hiện đại, góp phần xây dựng đất nước văn minh. Hòa Thượng nhấn mạnh, Đức Phật là người thầy vĩ đại nhất, Chư Tăng Ni báo ân, tri ân thầy bằng cách tu tập, trau dồi kiến thức Phật học, góp phần duy trì mạng mạch Phật Pháp. Hòa Thượng sách tấn Tăng Ni Sinh cần nỗ lực hơn nữa, cố gắng tu học nhằm phát huy, diễn dương chánh pháp của Đức Thế Tôn truyền trao. Cầu Phật gia hộ cho giáo thọ sư, giảng sư và Chư Tăng Ni được đầy đủ sức khỏe, vững tâm trên con đường học Phật.